mà hành động của bộ đội trên chiến trường là khả năng thành bại của cuộc chiến đấy các ông nhỉ. Suy cho cùng tất cả phải trông vào nòng súng mà do người chiến sĩ trên chiến trường. Báo cáo với các ông chí, tôi với các ông chí ngồi đây không thể cầm súng ra chiến trường được nữa. Thế thì phải truyền cái lửa này, thì chúng ta công nghiệp quốc phòng phải thật sự tin tưởng. Các ông chí sản xuất ra vũ khí phải có tính ưu việt, vượt trên ngăn chặn, vượt trên các loại vũ khí hiện đại mà tương đương cũng là vũ khí cá nhân, thì chúng ta mới đem lại niềm tin cho người chiến sĩ, đem lại sức mạnh cho quân đội được. Báo cáo với các ông chí như thế. Thưa quý vị, xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng hiện đại, lưỡng dụng trở thành mũi nhọn của nền công nghiệp quốc gia là chủ trương chiến lược của Việt Nam. Điều này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ trong tình hình mới hiện nay. Những năm gần đây, năng lực nghiên cứu, thiết kế sản xuất, sửa chữa vũ khí, khí tài của công nghiệp quốc phòng Việt Nam đã có những thành tựu rất đáng kể, như làm chủ công nghệ sản xuất, cải tiến nhiều loại vũ khí hiện đại phù hợp với chiến lược quốc phòng và nghệ thuật quân sự Việt Nam. Vậy, công nghiệp quốc phòng Việt Nam đến nay đã làm được những gì để thực hiện hóa được điều đó? Trình độ công nghiệp quốc phòng Việt Nam đã bắt kịp với nền công nghiệp quốc phòng tiên tiến trong khu vực và trên thế giới hay chưa? Để trả lời câu hỏi đó, thì trong nội dung video này, chúng ta cùng tìm hiểu qua 5 thành tựu lớn nhất của nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam, để từ đó có được những đánh giá tổng quát nhất. Và vẫn như thường lệ, trước khi vào nội dung chính, xin mời quý vị chúng ta hãy nhớ like video, đăng ký kênh để ủng hộ ekip, tăng thêm năng lượng cho ekip ra nhiều số chất lượng hơn nữa. Còn bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu nội dung chính trong video ngày hôm nay. Đầu tiên, đó là vũ khí bộ binh tiên tiến. Đối với bất kỳ nền công nghiệp quốc phòng tiên tiến nào trên thế giới, vũ khí thông minh luôn được xem là nền tảng tối quan trọng cho sự phát triển tiếp theo của công nghiệp quốc phòng trong nước. Tự chủ được vũ khí bộ binh không những giúp tiết kiệm tối đa chi phí chiến tranh mà còn giúp cho các quốc gia tiếp cận được các công nghệ lõi, để từ đó bắt kịp với các nền công nghiệp quốc phòng tiên tiến trên thế giới. Một trong những yếu tố làm nên điều thần kỳ của công nghiệp quốc phòng Việt Nam đó chính là thông qua hợp tác quốc phòng với nhiều đối tác nước ngoài, Việt Nam đã xây dựng cho mình những dây chuyền sản xuất các loại khí tài bộ binh tiên tiến có tính đồng bộ và tự động hóa cao. Có thể kể đến như nhà máy Z111 thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam, những dây chuyền hiện đại thuộc top đầu thế giới được chuyển giao công nghệ từ Israel không chỉ giúp cho Việt Nam sản xuất ra các loại súng bộ binh tiên tiến theo thiết kế của nước ngoài, mà còn giúp cho Việt Nam đặt những nền tảng đầu tiên cho sự phát triển những dòng súng bộ binh thế hệ mới của riêng mình. Trên cơ sở nền tảng công nghiệp được chuyển giao, Việt Nam đã tự chủ hoàn toàn việc nghiên cứu, thiết kế và chế tạo để cho ra đời 14 sản phẩm súng bộ binh, gồm súng ngắn, súng tiểu liên, súng trung liên, súng đại liên và súng trường bắn tỉa, có các nòng từ 5,56mm đến 2,7mm. Không chỉ có vậy, hiện nay Việt Nam đã tự chủ được với nhiều loại súng cối, súng chống tăng với nhiều tính năng tiên tiến, tiếp cận với nhiều trình độ công nghiệp quốc phòng tiên tiến trên thế giới. Việc tự chủ về dòng vũ khí này giúp Việt Nam đáp ứng được những yêu cầu về địa hình, khí hậu và thể trạng của người lính, cũng như là nghệ thuật quân sự Việt Nam. Chỉ sau một thời gian ngắn, nghiên cứu phát triển dựa trên nền tảng có sẵn từ dòng súng trường Gali, chuyển giao công nghệ từ Israel từ năm 2014, nhà máy Z111 đã cho ra đời những dòng súng trường STB, một loại súng trường Make in Việt Nam được các kỹ sư Việt Nam tự chủ thiết kế hoàn toàn, bằng cách thêm vào các yếu tố từ AK-47, AKM huyền thoại để tăng sự quen thuộc và phù hợp với môi trường tác chiến nhiệt đới với bộ đội Việt Nam. Các kỹ sư quân đội Việt Nam đã khéo léo kết hợp hai dòng vũ khí hàng đầu thế giới có nguồn gốc từ Nga và Israel và một thiết kế duy nhất là STB. Tính tới năm 2021, các mẫu súng trường STB 2115 và STB 380 được phê chuẩn là súng trường tiêu chuẩn được cấp cho quân đội Việt Nam, trong khi phiên bản mới nhất STB 022 cũng bắt đầu được bắt gặp sử dụng bởi quân đội nhân dân Việt Nam. Có thể nhiều quý vị chưa biết, chế tạo vũ khí bộ binh là nền tảng cơ bản của bất kỳ nền công nghiệp quốc phòng nào trên thế giới. Tuy nhiên, lại không nhiều quốc gia trên thế giới có thể sở hữu được khả năng tự thiết kế và chế tạo các loại súng bộ binh một cách hoàn chỉnh. Cho đến nay, Việt Nam đã gần như tự chủ hoàn toàn từ khâu thiết kế, vật liệu cho tới các chế tạo hoàn toàn từ A tới Z các dòng súng bộ binh,
bao gồm cả các chủng loại đạn dược cho tới các loại súng ngắn, súng trường, súng cối, lựu đạn và cả đạn tên lửa chống tăng hiện đại. Điều này cũng chứng minh được năng lực cũng như là sự phát triển của công nghiệp quốc phòng Việt Nam trong những năm qua là nhanh và mạnh tới mức nào. Top thứ hai là tàu tên lửa tấn công nhanh Project Moria 1241.8. Tương tự như các dòng khí tải bộ binh, Moria 1241.8 cũng là sản phẩm chuyển giao công nghệ Make in Việt Nam khác, tuy nhiên ở một đẳng cấp công nghệ cao hơn rất nhiều. Tàu tên lửa Moria 1241.8 được mệnh danh là tia chớp vì sự lanh lẹ cũng như khả năng tác chiến đáng sợ. Chúng được thiết kế để tiêu diệt nhóm tàu tác chiến đổ bộ, tàu hộ tống và các phương tiện mặt nước khác của đối phương. Từ năm 2003, thông qua việc mua chuyển giao từ công nghệ Liên bang Nga, Việt Nam đã đưa vào biên chế tổng cộng 8 tàu tên lửa tấn công nhanh Moria thuộc đề án 1241.8 với 2 chiếc do Nga chế tạo, 6 chiếc còn lại do Việt Nam đóng trên cơ sở chuyển giao công nghệ từ Vimbec và giám sát bởi Viện Thiết kế Ampat. 2 chiếc 1241.8 đầu tiên được Nga bàn giao từ năm 2005 đến năm 2007. Nhà máy Ba Son đóng 6 chiếc còn lại từ năm 2010 và hoàn tất vào năm 2016. Moria của Việt Nam có khả năng tấn công nhanh, sức chiến đấu cao và được trang bị khí tải hiện đại. Và tàu này có chiều dài là 56m, chiều rộng tối đa là 10m, lượng choán nước là 540 tấn. Tàu trang bị 2 động cơ tu bin khí với công suất tối đa lên tới 32.000 mã lực, cho phép nó đạt vận tốc tối đa 70 km/h. Tầm hoạt động trên biển là 1.700 hải lý, tương đương khoảng 3.148 km. Nó có khả năng hoạt động liên tục tối đa 10 ngày. Thủy thủ đoàn là 50 người, hoạt động được trong bão cấp 6 đến cấp 7. Moria của Việt Nam được tích hợp nhiều hệ thống thiết bị công nghệ cao, kết hợp tốt nhất giữa khả năng tấn công và phòng thủ. Tàu được trang bị một pháo hải quân tự động AK-176M, cỡ nòng 76,2mm, tầm bắn là 15km, tốc độ 130 phát trên 1 phút. AK-176M là loại pháo gắn vào tháp kín dùng để chống lại các mục tiêu trên biển, trên bờ, trên không, kể cả tên lửa chống tàu loại bay thấp. Vũ khí tiếp theo phải kể đến là hai pháo cận chiến phòng không hoàn toàn tự động AK-630, loại 6 nòng, mỗi nòng là 30mm, với tốc độ bắn là 5.000 phát trên 1 phút. AK-630 là hệ thống vũ khí tầm gần của Hải quân Liên Xô và Nga, được phát triển dựa trên pháo nòng xoay từ những năm 1960, được cải tiến liên tục cho tới nay. Nó được xem là loại vũ khí tầm gần có độ tin cậy cao trên thế giới, với tầm bắn hiệu quả đạt 4km trên không, 5km trên biển, sử dụng đạn 30x155mm. Moria của Việt Nam được trang bị hệ thống điện tử tiên tiến với radar điều khiển tên lửa Gabune dẫn bắn cho tên lửa Urane. Trinh sát đường không BR-352 Botic E có khả năng phát hiện mục tiêu trong bán kính 150km. Cuối cùng là radar điều khiển hỏa lực dẫn bắn cho pháo hạm MR-123. Vũ khí chủ lực của Moria là 16 tên lửa chống hạm cận âm Urane 1241.8 của Việt Nam, được trang bị tới 4 cục phóng đôi bố trí song song hai bên màn tàu với tổng cộng 16 ống phóng đùng tên lửa Uzande. Tên lửa Uzan nhỏ gọn hơn, có tầm bắn đạt đến 130km. Tên lửa Uzan và Moria của Việt Nam dài 3,85m, nặng 520kg, trọng lượng đầu nổ là 145kg với tốc độ tối đa đập Mach 0.8 tương đương 1.100km/h. Loại tên lửa này được thiết kế để tiêu diệt các tàu chiến có lượng choán nước lên tới 5.000 tấn. Một số nguồn tin cho biết đơn giá cho mỗi quả Uran vào khoảng 500.000 đô la. Với một số tên lửa mang theo, Moria của Việt Nam được ví như những chú ong độc, tuy nhỏ nhưng có sức uy hiếp rất lớn đối với những bầy sói hung hăng của đối thủ. Với 8 chiếc đội hình ong độc của Việt Nam đã góp phần bảo vệ vững chắc cho quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Moria 1241.8 được xem là thành tựu to lớn của quốc phòng Việt Nam trong thời đại mới do các kỹ sư Việt Nam tự đóng trong nước. Tuy chưa tự chủ được hoàn toàn về linh kiện điện tử và các khí tài trang bị, nhưng Việt Nam đã tự chủ được thung thân, vỏ tàu và tích hợp được các vũ khí thiết bị điện tử trên con tàu một cách hoàn chỉnh. Ngoài ra, Việt Nam cũng đã tự chủ được các loại đạn pháo và rất có thể sắp tới cả tên lửa trên tàu. Theo một số nguồn tin không chính thức, 1241.8 có giá là 37,7 triệu đô la Mỹ chưa bao gồm vũ khí trong thời giá năm 2009. Việc làm chủ được thiết kế và đóng trong nước đã giúp Việt Nam tiết kiệm được hơn 60% chi phí so với mua nguyên chiếc. Thông qua những hình ảnh mới nhất từ Diễn đàn Quốc tế Quân sự ABRMI 2023 tổ chức tại Nga, có sự tham gia của công nghiệp quốc phòng Việt Nam,
thì có vẻ Việt Nam đã mua đứt toàn bộ thiết kế và bản quyền thương mại để sản xuất không giới hạn trong nước và xuất khẩu Moria 1241.8 ra nước ngoài. Điều này có nghĩa là trong tương lai nếu có nhu cầu, Việt Nam sẽ tiếp tục biên chế thêm Moria và nếu tìm được khách hàng, ai cũng có thể xuất khẩu được nó cho đối tác. Tốt thứ ba là hỏa thần diệt tăng SCT-29. SCT-29 là phiên bản Made in Việt Nam RBG-29 Vampire, một loại súng chống tăng cải tiến được phát triển từ thời Liên Xô. RBG-29 do Liên Xô sản xuất, sử dụng trong biên chế từ năm 1989 cho tới nay. RBG-29 Vampire có khả năng phóng rocket chống tăng nhiều lần để chống lại các loại xe tăng thiết giáp trang bị phản ứng nổ và đạn nhiệt áp TBG-29V chống lô cốt quân sự. Trên thế giới, RBG-29 cũng là khẩu súng chống tăng khá phổ biến. Nó tự chứng minh được sức mạnh của mình trong nhiều cuộc xung đột, có khả năng hạ gục nhiều loại xe tăng hiện đại ngày nay. Tại chiến trường Syria và Ukraine, RBG-29 tiếp tục cho thấy sự cực kỳ nguy hiểm của mình. RBG-29 là nhân tố quan trọng giúp Nga hạ gục nhiều dòng tăng tiên tiến của Mỹ và đồng minh viện trợ cho Ukraine. Với sức mạnh vượt trội của loại đạn hai tầng thu nổ, RBG-29 được coi là hỏa thần đáng sợ có thể phá hủy các loại xe tăng hiện đại, bao gồm xe tăng hiện đại A2 Braha của Mỹ, T-90A của Nga, Leopard của Đức và Challenger của Anh tại chiến trường Syria và Ukraine trong thời gian gần đây. Chính vì những tính năng ưu việt của mình, cùng khả năng tấn công đáng sợ mà cách đây gần một thập kỷ, những kỹ sư của Việt Nam đã mua bản quyền và nghiên cứu chế tạo thành công dòng vũ khí chống tăng uy lực này, được biết với tên gọi tiếng Việt là SCT-29. Cho đến nay, Việt Nam đã hoàn toàn làm chủ từ khâu thiết kế, vật liệu, hệ thống ngắm bắn dẫn đường cho tới chế tạo lắp ráp hoàn chỉnh loại hỏa thần chống tăng ưu việt này. Việc Việt Nam chế tạo thành công súng chống tăng VBG-29 Vampire được xem là thành tựu lớn bởi vũ khí này được đánh giá có khả năng đánh bại nhiều hệ thống phòng vệ chủ động tối tân hiện nay trên thế giới. Theo đó, số chúng hiện nay trên thế giới có khả năng tiêu diệt xe tăng chiến đấu chủ lực của đối phương ở khoảng cách lên đến 500m. Loại vũ khí chống tăng tiên tiến này dài 1m khi hành quân, 1,85m khi sẵn sàng chiến đấu, cỡ nòng là 105mm, trọng lượng là 12,1kg, đầu đạn BG-29V cỡ 65/100mm, trọng lượng 4,5kg, tầm bắn hiệu quả là 500m, sơ tốc 280m/s, sức xuyên phá là 750mm thép sau giáp phản ứng nổ, 1.500mm tường gạch, 3.700mm đất đá. Kiếp chiến đấu của RBG-29 gồm 2 người. Khi hành quân, súng được tháo rời 2 phần. Cơ cấu hỏa lực của súng khác với các dòng RBG trước đây. Hiệu lực của đạn được kích hoạt thông qua cò súng gắn sát tay cầm. Vào thời điểm hiện tại, gần như tất cả xe tăng trên thế giới không một chiếc nào có bỏ giáp đủ sức chống lại BG-29 mà không bị phá hủy hoặc hư hại nặng. Ngoài việc tự chủ sản xuất được súng, Việt Nam còn tự chủ sản xuất được đạn và đạt định danh là DCT-7. Đạn chống tăng DCT-7 có phần đầu của đạn được thiết kế theo nguyên lý lượng nổ lõm nhằm tập trung uy lực của thuốc nổ, tạo ra lượng nhiệt lớn để xuyên các lớp giáp bảo vệ của các loại xe tăng, xe bọc thép. Việc chế tạo thành công DCT-7 của RBG-29 có ý nghĩa rất lớn, làm tăng đáng kể sức mạnh của các lực lượng trong quân đội. Bởi loại súng này không chỉ được biên chế đi kèm theo bộ binh, mà còn được lắp ráp trên một số các loại xe bọc thép, xe bán tải nhằm tăng khả năng cơ động trên chiến trường. Việc chế tạo thành công súng chống tăng SCT-29 và đặc biệt là đạn DCT-7 cũng giúp nâng cao khả năng trong tự chủ sản xuất, chế tạo vũ khí, đáp ứng yêu cầu huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của quân đội, giảm đáng kể chi phí quốc phòng, tiết kiệm ngân sách nhà nước. Top 4 là tên lửa chống hạm VCM-01. Tên lửa là loại vũ khí đặc thù kết hợp với nhiều công nghệ cao và chỉ những cường quốc mới có thể tự chế tạo ra được. Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là công nghiệp quốc phòng Việt Nam cũng đã đạt được những bước tiến đầu tiên trong lĩnh vực cực khó này với việc cho ra đời dòng tên lửa với định danh là VCM-01 vào tháng 5 năm 2020, một phóng sự phát trên kênh truyền hình quốc phòng Việt Nam. Lần đầu tiên dòng tên lửa hành trình diệt hạm VCM-01 đã được giới thiệu. Có thể nói đây là một thành tựu vượt bậc của ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam. Mặc dù tính năng, kỹ chiến thuật của VCM-01 chưa được công bố, nhưng báo chí nước ngoài đều nhận định đây có thể là một bước phát triển mới từ KCT-15, một loại tên lửa chống hạm được Việt Nam nghiên cứu phát triển trước đó, dựa trên mẫu tên lửa 3M24E, tức là KH-35E của Nga.
Được biết, tên lửa hành trình chống hạm KCT-15 lần đầu tiên được ra mắt tại cuộc triển lãm Thành tựu kinh tế quốc phòng của Việt Nam tổ chức tại Hà Nội năm 2015. Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Việt Nam, tên lửa VCM-01 mới của Việt Nam có ngoại hình khá giống với HA-5UE, biến thể mới hiện đại và có tầm bắn xa nhất của họ tên lửa 3M-2TE KH-35 do Nga chế tạo. Theo giới thiệu của tập đoàn xuất khẩu vũ khí Nga Zosoboronexport, thì tên lửa KH-35UE có tầm bắn lên tới 260 km, gấp đôi so với biên bản đầu tiên. Tên lửa KH-35UE sở hữu các tính năng vượt trội như kích thước nhỏ gọn, bay cực thấp bán đỉnh sóng, sử dụng truyền thống dẫn đường kết hợp với khả năng kháng nhiễu tốt, đảm bảo tấn công chính xác mục tiêu. Đầu đạn chiến đấu nặng 145 kg, đủ sức đánh chìm các loại tàu chiến, tàu đổ bộ có lượng choán nước lên tới 5.000 tấn. Đặc biệt, mặc dù chỉ là tên lửa diệt hạm có tốc độ cần âm, nhưng nhờ nhỏ gọn, lại bay cực thấp, khó bị radar phát hiện, kết hợp với chiến thuật bầy sói, nhiều tên lửa cùng tấn công một hoặc một nhóm tàu, khiến cho các hệ thống phòng thủ của đối phương bị bão hòa và có thể bị xuyên thủng. Việc lựa chọn mua giấy phép chuyển giao công nghệ phát triển tên lửa KH-35 với các phiên bản KCT-15 sau này là VCM-01 của công nghiệp quốc phòng Việt Nam là quyết định hoàn toàn chính xác. Trước đó, ngày 9 tháng 6 năm 2016, nguồn tin dẫn thông báo từ tập đoàn tên lửa chiến thuật Nga KTRV cho biết hãng này đã cung cấp cho Việt Nam 3 mẫu thiết kế với các phiên bản tên lửa khác nhau theo yêu cầu của Việt Nam. Hiện tại thì chưa có nhiều thông tin được công khai về các mẫu tên lửa KCT-15 và VCM-01 Made in Việt Nam, nhưng dường như quá trình sản xuất hàng loạt có thể sẽ không còn lâu nữa. Một khi phát triển thành công tên lửa hành trình diệt hạm dựa trên giấy phép chuyển giao công nghệ của Nga, một số nguồn thông tin cho biết rất có thể công nghiệp quốc phòng của Việt Nam dự định sản xuất hàng loạt 3 biến thể bao gồm phóng từ mặt nước, phóng từ trên không và phóng trên đất liền lên tới vài nghìn tên lửa đạn này do có hệ thống phóng tương đối đơn giản. Tên lửa VCM-01 có thể được trang bị các lớp chiến hạm như tàu hộ vệ tên lửa Gabbard 3.9, tàu tên lửa tấn công nhanh Moria 1241.8 hay BBS-500 của Việt Nam với tính bảo mật rất cao. Với các thông tin quân sự nhạy cảm khiến giới chuyên môn quân sự trong nước chưa thể biết quá trình phát triển về VCM-01 đã tới giai đoạn nào. Tuy nhiên, theo nhiều thông tin của các giới phân tích và nghiên cứu thì cho rằng có vẻ như Việt Nam đang đàm phán để mua động cơ tên lửa từ Hàn Quốc và mua chuyển giao công nghệ dẫn đường tên lửa từ Pháp, tương tự như những gì mà Ấn Độ đã làm để cho ra đời tên lửa BrahMos hiện nay. Hy vọng trong tương lai không xa, những thông tin chính thức về dòng tên lửa Made in Việt Nam này sẽ được công khai nhiều hơn. Và top 5 đó là UAV và UCAV Made in Việt Nam. Sự bùng nổ của công nghệ trí tuệ nhân tạo thế kỷ 21 đã làm thay đổi toàn diện nhận thức con người về khoa học chiến tranh, đặc biệt là những gì đang diễn ra tại chiến trường Ukraine, đã chính thức đưa nhân loại bước vào kỷ nguyên tác chiến không người lái. Tiên đoán trước được điều đó từ những thập niên đầu tiên của thế kỷ 21, Việt Nam đã bắt tay vào việc nghiên cứu chế tạo các loại UAV cho riêng mình. Cụ thể, năm 2004, Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam đã chế tạo thử nghiệm thành công UAV đầu tiên, ký hiệu là M100CT. Đến năm 2005, Viện tiếp tục phát triển chế tạo công nghệ UAV M400CT. Kể từ đó đến nay, Việt Nam đã cho ra đời rất nhiều thế hệ UAV khác nhau, như UAV trinh thám, thậm chí là cả UCAV chiến đấu. Đi đầu trong lĩnh vực này hiện nay là dòng máy bay không người lái do tập đoàn Viettel chế tạo. Theo đó, kể từ năm 2011, Viettel bắt đầu nghiên cứu sản phẩm đầu tiên của dòng UAV chính xác là máy bay không người lái hàng nhẹ tầm gần VOASC-3G. Năm 2015, sản phẩm VOASC-3G đã được các kỹ sư Viettel chế tạo thành công và đã được thử nghiệm. Cho tới năm 2018, UAV của Việt Nam đã được đưa vào trang bị cho quân đội. Ngoài UAV chính xác thì Viettel cũng đã nghiên cứu phát triển cả UCAV chiến đấu. Vào tháng 9 năm 2020, một thiết kế UCAV được nhìn thấy trong một cuộc triển lãm nhân kỷ niệm Đại hội Đảng lần thứ 11 của Việt Nam. Hiện tại, những thông tin về dòng UCAV này vẫn còn rất hạn chế, chỉ biết rằng dòng này được cho là do tập đoàn Viettel chịu trách nhiệm. Viettel đã thiết kế hầu hết các thiết kế UAV của Việt Nam. Mô hình UCAV tại triển lãm có hai tên lửa không đối đất, các thông tin khác rất hạn chế, ngoài trừ việc nó đã được thực hiện chuyến bay thực nghiệm đầu tiên thành công. Ngoài những thông tin trên thì chưa rõ cho tới nay chiếc UAV này đã được phát triển tới giai đoạn nào. Tuy nhiên, độ uy tín của Viettel là không phải bàn cãi. Hy vọng trong thời gian tới, Viettel sẽ sớm công khai nhiều thông tin cơ bản về dòng UCAV vô cùng ấn tượng này. Và trong triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ nhất diễn ra vào tháng 12 tại sân bay Gia Lâm năm 2023,
Một mẫu UAV Mini Make in Việt Nam đã được công ty tư nhân trưng bày. Đó là một chiếc máy bay không người lái cỡ nhỏ mang tên Hera. Thông tin từ nhà sản xuất, chiếc UAV này có trọng lượng là 15kg và mang được vật có khối lượng tương tự đó. Trong trưng bày, công ty đã công bố 9 quả đạn cối trang bị trong chiếc máy bay UAV này. Chính điều này đã thu hút được sự chú ý của khách tham quan triển lãm. Theo nhiều thông tin thì đưa rằng, Hera là một sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Jetam Robotics Việt Nam, viết tắt là RTR, do tiến sĩ Lương Việt Quốc làm chủ. Hiện tại công ty đã xuất khẩu dòng máy bay này sang Mỹ và cung cấp cho lực lượng phòng cháy chữa cháy Việt Nam. Lý do mà kết quả tìm kiếm thông tin trên mạng thì báo rằng công ty có trụ sở bên Mỹ, vì trước đó ông Quốc đã có thời gian du học và thành lập một công ty có tên tương tự ở bên Mỹ để phát triển thị trường. Còn hiện nay, toàn bộ đội ngũ kỹ sư phát triển sản phẩm đều là người Việt. Hiện công ty có hai trụ sở, một là khu công nghiệp Cao Sài Gòn, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Trong khi đó, trụ sở bên Hoa Kỳ là tại Thung Lũng Cáp Trô, CA94546. Điểm nổi bật của UAV Hera Make in Việt Nam so với các đối thủ khác chính là bởi khả năng tải trọng lớn, trong khi vẫn có thể gấp gọn trong ba lô mang theo người. Nó được cho là dòng máy bay có tải trọng lớn nhất trên thế giới trong cùng phân khúc. Điểm vượt trội thứ hai của Hera chính là khả năng modum rất rộng. Modum cho tới giá treo trọng tải bên dưới, nó có thể mang theo 9 cân. Hera có tầm hoạt động từ 11 đến 30 km cho tới không giới hạn tầm bay nếu được kết nối với vệ tinh. Dựa vào những thông số trên, ta có thể thấy ứng dụng của UAV Make in Việt Nam này là rất rộng, từ trinh sát, cứu hộ, truyền tin truyền thông, phòng cháy chữa cháy. Và theo các nhà nghiên cứu thì cho rằng UAV này cực kỳ thích hợp cho lữ đánh du kích đặc công sở trường của Việt Nam vì tính nhỏ gọn và có thể dễ dàng mang vác cho vào ba lô. Theo thông tin giới thiệu, chiếc Hera này có thể bay 11 km trong vòng 13 phút khi mang đầy tải trọng 15kg với 9 quả đạn cối. Như vậy, hoạt lực của nó tương đương với một quả đạn pháo 155mm. Với ưu điểm vượt trội so với pháo binh cồng kềnh dễ bị phát hiện, thì việc sử dụng Hera sẽ cung cấp cho đặc công chúng ta khả năng tấn công chính xác tầm xa vào các căn cứ của địch. Chúng ta cần nhớ rằng hiện nay, UAV rất khó để phát hiện bằng radar. Những gì đang diễn ra tại Ukraine đã chứng minh rất rõ điều này. Rất nhiều binh sĩ Nga lẫn Ukraine đã thiệt mạng do dính những quả đạn cối từ trên cao rơi xuống bởi UAV tự chế. Kính thưa quý vị, trong cả 5 nhóm trang bị vũ khí kể trên, lĩnh vực nào cũng có những cái khó, cái mới. Ngay trong lĩnh vực truyền thống, để nâng cao những tính năng cũ cũng là những thách thức lớn đối với cả nền công nghiệp quốc phòng. Ví dụ như, nhóm vũ khí bộ binh ta đã sản xuất được nhiều loại có tính năng, kỹ thuật rất cao, đáp ứng được tác chiến trong tình hình mới. Đơn cử, đối với súng bộ binh, sản phẩm do Việt Nam sản xuất đã có chất lượng sánh ngang với các nền công nghiệp quốc phòng tiên tiến trên thế giới. Nhiều đặc tính ưu việt như chế tạo bằng vật liệu nhẹ, công nghệ chế tạo nòng vượt trội, giúp tuổi thọ nòng súng cao, độ chính xác và tốc độ bắn rất lớn. Những nòng súng tiêu chuẩn có tuổi thọ trung bình là 15.000 phát, nhưng nòng súng do Việt Nam sản xuất có thể bắn trên 15.000 phát vẫn hoạt động tốt. Đường lối quốc phòng Việt Nam xác định phòng vệ là chính, củng cố tiềm lực quân sự để bảo vệ Tổ quốc không bị bất ngờ bởi tất cả tình huống trên bộ, trên không, trên biển. Nhiệm vụ này đòi hỏi ta phải phát triển đa dạng các loại vũ khí. Hiện nay nổi lên hình thức tác chiến phi truyền thống là tấn công phủ đầu, tấn công từ xa, tấn công gián tiếp. Hình thức chiến tranh này sử dụng vũ khí công nghệ cao tầm xa tích hợp hệ thống như tên lửa từ tàu ngầm không kích. Ta cần phấn đấu từng bước, nghiên cứu, chế tạo trang bị vũ khí công nghệ cao tích hợp hệ thống đáp ứng tác chiến trong tình hình mới. Còn quý vị nghĩ sao về công nghiệp quốc phòng Việt Nam này? Xin để lại dưới bình luận, nhớ đăng ký kênh, ghé qua kênh mỗi ngày. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!